Tôi đưa chị đi ăn, chúc mừng việc ký hợp đồng. Không có người lại bảo là sếp ở công ty này đối đãi nhân viên không ra gì. Nếu mà cậu muốn thưởng thì làm ơn đừng giữ đơn thôi việc của tôi lại. Hả? Chị vừa nói gì? Đơn thôi việc nào? Tôi không giữ đơn từ của ai đâu. Cậu đưa tôi về nhà, tôi không có nhu cầu đi ăn. Mẹ! 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 Mẹ trốn kỹ thế nhở? Vỏ cá con đẻ đến cái chỗ sang trọng này. Mẹ xin con đấy, để cho mẹ yên. Đấy, đi đi ra ngoài này, đi ra ngoài này. Nào! Đi ra ngoài này. Mẹ bỏ đi ra à? Đây. Okay. Mẹ! Nào! Đấy. Xong người ta nhìn thấy người ta lại bảo con bất hiếu. Công ơi, mẹ lạy con, mẹ van con đấy. Mẹ làm gì còn tiền đâu rồi mà giữ. Thế bây giờ mẹ không có tiền, mẹ đẩy con ra đây làm gì? Mẹ giấu trên đấy đúng không? Con đồng nào nữa đâu mà giấu? Thì mẹ cứ để con lên kiểm tra, con đi thôi. Thôi sao? Mẹ muốn chơi nhỉ? Này, kiểm tra không nào? Báo công an đấy. Đừng báo công an, đây là con trai tôi đấy. Dù là ai thì cũng không tự ý hành hung người khác. Nếu không tôi báo công an đấy. Mày báo đi. Mày báo luôn hộ cái. Mày báo xem ai dày da hơn. Này, mày còn đang giữ mẹ tao trái phép đấy. Công ơi. Báo đi. Mẹ xin con đấy. Mẹ không có gì phải giấu giếm con cả. Mẹ ơi. Thế là nó dỗ ngon xong mẹ đưa hết tiền với vàng tiết kiệm cho nó rồi gì? Không có một đứa nào đẳng cấp trời mây đến mức mà tự nhiên lại chứa chấp một cái người dưng như mẹ cả. Này, anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như thế. Im mồm đi. Mày cứ đưa tiền với vàng mẹ tao đây xong tao đi. Được chưa? Ôi công ơi. Không mày giỏi mày báo ai mày báo luôn đi. Vâng. Báo đi. Có người đang gây rối trước cửa chung cư anh ạ. Anh tới ngay nhá. Ôi giời ơi. Mày hơi bị đẳng cấp đấy. Con chưa bỏ qua ngay đâu. Ôi giời. Chị có sao không? Cậu. Tôi dọa tí đi. Ôi giời ơi. Bác ơi, bác bình tĩnh. Bác kể lại cho cháu nghe xem nào. Bác. Mà tôi không hiểu là do chị dại dột hay là gan của chị to bằng trời nữa. Dám chưa chấp người lạ trong nhà trong khi chả biết gì về người ta cả. Tôi thà mang tiếng dại dột còn hơn là một kẻ vô cảm. Vô cảm còn hơn là bị lừa gạt. Nếu mà hồi nãy không có tôi ở đấy, có khi ngày mai tên của chị lại sáng nhất cõi mạng. Nhưng với tư cách là một nạn nhân, tôi cảm ơn. Nhưng mà tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi người khác khi gặp hoạn nạn. Đó là phương châm sống của tôi. Thế chị rút lại đơn xin nghỉ việc đi. Bởi vì ngay lúc này tôi cũng là một người đang gặp hoạn nạn đây. Tôi thấy cậu vẫn đang làm tốt vai trò làm chủ và đang rất sung sướng đấy chứ. Biết ngay mà. Nói đi, cậu qua tìm tôi có việc gì? Nếu tôi nói tìm chị là để hẹn hò chắc là chị không tin đâu nhỉ. Thôi đành nói thật vậy. Tôi tìm chị là vì việc hôm qua. Rồi sao? Thì hôm qua có chút hiểu lầm nên tôi có lời lẽ hơi quá với chị. Nói thật đi, cậu qua tìm tôi có mục đích gì? Ý chị là sao? Vì cậu là một người kiêu hãnh, bây giờ chịu dẹp bỏ tự ái đến làm hòa khiến tôi rất nghi ngờ. Phụ nữ nghi ngờ nhiều quá không có tốt đâu. Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà.
Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy, hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rồi ôi. Ôi, ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mặt bà cái song song nhìn trời.